Chào mừng các bạn đến với chuyên mục hướng dẫn an toàn trên diễn đàn an ninh mạng Việt Nam whitehead.vn Đây là clip hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản Twitter Khi phát hiện hoặc nghi ngờ tài khoản Twitter bị tấn công Bạn cần ngay lập tức kiểm tra và thực hiện đổi mật khẩu Bạn cũng nên định kỳ đổi mật khẩu đăng nhập Twitter Các bước đổi mật khẩu như sau Trong giao diện chính của Twitter Bấm vào hồ sơ và cài đặt Các bạn chọn cài đặt trong giao diện cài đặt twitter các bạn chọn mật khẩu các bạn tiến hành nhập mật khẩu hiện tại mật khẩu mới xác nhận mật khẩu mới sau đó bấm lưu thay đổi Sau khi thay đổi mật khẩu, bạn sẽ cần ra soát lại các ứng dụng đã truy cập tài khoản Twitter của bạn. Đối với các ứng dụng lạ, bạn ấn thu hồi truy cập. Tài khoản Twitter trên ứng dụng đó sẽ được tự động đăng xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, chúc bạn thành công.